Flash sẽ được tắt. Lấy đi lại. Oh my god. Trời, nhìn giống một điện nộ. Holy shit. Holy shit. Có tất cả mọi người đây. Tí nào rửa nha. Kinh quá. Không gọi nhanh đây. Kinh quá em mê. Vương tay. Vương tay của Tú Cao đúng không? Tí lấy vương tay rồi. Yo, đây là hai thủ phạm nó gián tiếp đến cái vụ việc hôm qua. Để anh record xong anh mẹ gọi cho. Mẹ kinh quá, còn gì không ta? Yo. Tao không tiện. Mùi ghê mà mày. Yo, đây là mẹ nồi lẩu. Mày muốn làm mùi không? Lẩu lá. Lẩu lá. Ok, tao sẽ đóng nó vào. Này đi được phải dùng một cái luôn. Đây là hai cái ca của cô chú. Đâu? Tao vừa giới thiệu rồi, đây là anh bạn xanh và anh bạn da cam gián tiếp gây nên mẹ cái đống này hôm qua. Đây, chào mày. Xin chào, tôi là mẹ ca màu da cam. Chào tao có cái gì vậy? Xin chào, tôi là mẹ ca màu xanh. Đến can rượu rồi. Yo, can rượu tao vẫn cầm ở dưới nhà. Wow, sao áo mày có cái lồn đấy. Thì mày như là hôm qua cháu đào lại đi mày. Mày có dìu thằng nào không? Thôi, xin chào các bạn. À đâu, tôi sẽ cho các bạn xem lại mặt tôi. Xem lại anh Minh Béo. Mà con xem rồi đúng không? Ok nhá, mày.